Quan chức Mỹ hé lộ vũ khí Ukraine có thể dùng để tấn công lãnh thổ Nga. Litva ủng hộ Ukraine tập kích cơ sở quân sự Nga trên lãnh thổ Belarus. Hàn Quốc cáo buộc Nga Triều Tiên hợp tác quân sự khiến căng thẳng leo thang. Bỉ tuyên bố không cho phép Ukraine dùng máy bay chiến đấu F-16 tấn công lãnh thổ Nga. Xin kính chào quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Nghệ An TV. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, một quan chức của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông Biden đã chỉ đạo đội ngũ của ông đảm bảo rằng Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp cho mục đích phản công ở khu vực Kharkov. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cũng khẳng định Washington không thay đổi chính sách cấm sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS hoặc tấn công tầm xa vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Tạp chí Phố Quân dẫn lời quan chức Mỹ cho biết Washington sẽ chỉ cho phép Kiev sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt dẫn đường GMLRS, hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và các hệ thống pháo để tập kích lãnh thổ Nga. Theo nguồn tin này, chính sách mới nhằm cho phép Ukraine phòng thủ tốt hơn trước các cuộc tấn công của Nga ở vùng Kharkov, nơi quân đội Kiev đang nhanh chóng mất dần các vùng lãnh thổ trong vài tuần qua. Bên cạnh đó, những hạn chế về vũ khí mà Ukraine có thể sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga dường như nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga và Mỹ. Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Sergei Nikiforov, xác nhận với Guardian rằng Washington đã cấp phép cho Kiev sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu ở Nga trước đây bị cấm. Ông Nikiforov nói, chính sách mới sẽ tăng cường đáng kể khả năng của chúng tôi trong việc chống lại các nỗ lực của Nga tấn công qua biên giới. Trong cuộc phỏng vấn với Guardian, Tổng thống Zelensky cho biết chính phủ của ông mong đợi những bước đi táo bạo hơn từ Washington. Ông muốn sử dụng các loại vũ khí tầm xa mạnh mẽ của phương Tây như tên lửa ATACMS để tấn công các mục tiêu sâu hơn bên trong lãnh thổ Nga. Tổng thống Zelensky phàn nàn rằng, mặc dù trong tháng 5 năm 2024, Ngoại trưởng Anh David Cameron tuyên bố rằng Ukraine có quyền phóng vũ khí của Anh vào lãnh thổ Nga, nhưng London không cho phép 100% hành động như vậy. Nhà lãnh đạo Ukraine tin rằng London đang chờ Washington bật đèn xanh. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phản pháo các thông tin về sự thay đổi trong chính sách của Mỹ. Ông cho biết các báo cáo của phương Tây về tình hình ở Kharkov không thể hiện toàn bộ cục diện chiến sự, đồng thời chỉ ra rằng Kiev đã tấn công vùng Belgorod của Nga trong nhiều tháng và phớt lờ cảnh báo rằng Moscow sẽ phải hành động để tạo ra vùng đệm nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công. Ông Putin thêm rằng sự leo thang liên tục của cuộc xung đột ở Ukraine có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Hồi giữa tháng 5 vừa qua, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Nga có thể phải mở rộng vùng đệm an ninh ở Ukraine đến biên giới Ba Lan nếu phương Tây tiếp tục chuyển vũ khí tầm xa cho Kiev. Ông nói thêm, Ukraine hiện sở hữu tên lửa Storm Shadow Scalp Easy do phương Tây cung cấp với tầm bắn ít nhất 550 km, trong khi khoảng cách giữa vùng biên giới Belgorod của Nga và thủ đô Kiev của Ukraine chỉ là 429 km. Do vậy, Nga cần lập một vùng đệm có khoảng cách lớn hơn khoảng cách đó từ 70 đến 100 km. Trong khi đó, ngày 30 tháng 5, Hạ nghị sĩ Nga Viktor Vodolatsky cảnh báo nếu phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, thủ đô Kiev của Ukraine có thể nằm trong vùng đệm quân sự của Nga. Ông Vodolatsky tuyên bố, quy mô của vùng đệm sẽ phụ thuộc vào các đối thủ phương Tây. Nếu họ gửi cho Ukraine các vũ khí sát thương mạnh hơn với tầm bắn từ 200 đến 300 km hoặc thậm chí 500 km, thì Nga sẽ phải lập một vùng đệm 500 km để tên lửa không chạm tới đất Nga. Theo Hạ nghị sĩ Nga, khoảng cách giữa Lugansk, vùng Nga đã tuyên bố sáp nhập, và Kiev là 482 km, nên vùng đệm an ninh sẽ bao gồm cả Kiev. Ngày 31 tháng 5, trong một cuộc trả lời truyền thông Mỹ, Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis cho biết Ukraine có quyền tập kích cơ sở quân sự Nga trên lãnh thổ Belarus. Ông Landsbergis nói, Ukraine có quyền tự vệ nếu cơ sở quân sự Nga được bố trí tại lãnh thổ nước khác để tránh bị tập kích. Tôi cho rằng Ukraine được quyền điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp. Belarus là đồng minh thân cận của Nga. Chính quyền Tổng thống Alexander Lukashenko đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ Belarus để phát động tấn công vào Kiev hồi tháng 2 năm 2022. Trước đó hồi tháng 3 năm ngoái, ông Lukashenko tuyên bố sẵn sàng để quân đội Nga một lần nữa sử dụng lãnh thổ Belarus, mở chiến dịch nhằm vào Ukraine. Ông cũng cảnh báo Belarus sẽ tham chiến trong trường hợp Kiev tấn công nước này. Phát ngôn của Ngoại trưởng Litva được đưa ra trong bối cảnh Nga đang mở chiến dịch tấn công vào tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine. Belarus và Nga chưa bình luận về thông tin này. Quan hệ với Belarus, với Ukraine và các nước láng giềng phía Tây đi xuống trong vài năm qua, sau khi Nga phát động chiến sự ở Ukraine.
Đầu năm nay, Estonia, Litva và Latvia đã nhất trí xây dựng các công trình phòng thủ dọc biên giới chung với Belarus và Nga, nhằm ứng phó với mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng. Hồi tháng 11 năm ngoái, Ba Lan cũng thông báo triển khai một tiểu đoàn xe tăng tới khu vực gần biên giới với Belarus. Bà lập luận các chương trình hợp tác huấn luyện NATO-Ukraine đã có từ trước chiến sự và là hợp tác lâu dài quân đội các nước NATO với quân đội Ukraine. Bà Simonite nói, chúng tôi đã tổ chức huấn luyện ở nước thứ ba cũng như tại Litva. Nếu cần thiết, Litva sẵn sàng cùng các nước khác tổ chức huấn luyện tại Ukraine. Thủ tướng Litva cho rằng, Nga đang tận dụng ưu thế về hỏa lực và nhân lực để áp đảo trên chiến trường. Bà kêu gọi phương Tây tăng ủng hộ cho Ukraine, dành ra 0,25-0,5% GDP cho viện trợ quân sự để tạo được thay đổi đáng kể. Bà Simonite cho biết, tôi nghĩ rằng mỗi nước đều có thể đóng góp thêm, cân nhắc những phương diện khả thi và hỗ trợ nhiều hơn. Chiến sự đã bước sang năm thứ ba, nhưng chúng ta vẫn trong tình thế cầm cự. Bà cũng nhấn mạnh rằng, việc ủng hộ Ukraine là nghĩa vụ đạo đức của phương Tây. Loạt tuyên bố từ quan chức và lãnh đạo Litva được công bố không lâu sau khi nhiều nước thành viên NATO, trong đó có Mỹ, Đức, đã đồng ý cho Ukraine sử dụng vũ khí họ viện trợ để tập kích mục tiêu trên lãnh thổ Nga, nhưng chưa từng đề cập đến việc tấn công cơ sở quân sự trên đất Belarus. Ngày 1 tháng 6, trong bài phát biểu tại Thượng đỉnh An ninh châu Á hay đối ngoại Shangri-La 2024 đang diễn ra ở Singapore, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Shin Kyung-sik nói rằng, ngày càng có thêm các bằng chứng cho thấy vũ khí mà Nga đang sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine được nhập khẩu trái phép từ Triều Tiên. Ông Shin cho hay, hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên đang làm căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên và cũng ảnh hưởng đến chiến trường ở châu Âu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng lo ngại rằng, nếu Triều Tiên tiếp tục được chuyển giao công nghệ quân sự từ Nga, thì năng lực quân sự thông thường của Bình Nhưỡng sẽ được cải thiện đáng kể. Trước đó, Hàn Quốc đã không ít lần tố cáo Nga hỗ trợ kỹ thuật cho Triều Tiên trong các vụ phóng vệ tinh chính sát. Đổi lại, Bình Nhưỡng sẽ gửi vũ khí cho Moscow để sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine. Hồi tháng 2 năm nay, một báo cáo của Mỹ cho biết, kể từ tháng 9 2023, Triều Tiên đã cung cấp cho Nga hơn 10.000 container đạn dược và các loại vật liệu liên quan. Tuy nhiên, cả Nga và Triều Tiên đều phủ nhận những cáo buộc về chuyển giao vũ khí. Trong bài phát biểu tại Thượng đỉnh An ninh châu Á, Bộ trưởng Shin cũng kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò tích cực hơn trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Về câu hỏi liệu Hàn Quốc có thể tự phát triển vũ khí hạt nhân không, ông Shin nói, Seoul tin vào Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT và một liên minh Mỹ-Hàn mạnh mẽ hơn chính là câu trả lời cho sự phát triển hạt nhân của Triều Tiên. Trong chuyến thăm Mỹ ngày 31 tháng 5, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cho biết nước ông sẽ không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí, đặc biệt là máy bay chiến đấu F-16 để tấn công lãnh thổ Nga. Thủ tướng De Croo nhắc lại rằng, vài ngày trước, Bỉ đã ký một thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine, đặc biệt là cung cấp 30 máy bay chiến đấu F-16, nhiều nhất trong số các đồng minh của Ukraine. Thủ tướng Bỉ nhấn mạnh, nhưng thỏa thuận rất rõ ràng, chúng ta đang nói về những máy bay chiến đấu có thể được người Ukraine sử dụng trên lãnh thổ Ukraine. Đây là thỏa thuận mà chúng tôi đã ký kết và tôi muốn họ tuân thủ nó. Theo ông, trước hết cần đảm bảo rằng Mỹ và các nước NATO khác có thể tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông De Croo nói, nhu cầu phòng không là rất lớn, máy bay chiến đấu có thể giúp giải quyết vấn đề này nhưng sẽ cần những thứ khác. Vì vậy, chúng tôi cần suy nghĩ về cách có thể cung cấp thiết bị nhanh hơn và tốt hơn. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bỉ Ludi Vine de Donder cũng tuyên bố rằng thiết bị quân sự của Bỉ chỉ có thể được sử dụng trên lãnh thổ Ukraine. Một trong những hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ vừa ra mắt tính năng mới, tạo điều kiện để các nữ hành khách chọn chỗ ngồi cạnh người cùng giới trên chuyến bay. Theo đó, hãng hàng không giá rẻ Indigo Airlines đang cung cấp tính năng mới này trên cơ sở thí điểm, áp dụng với hành khách nữ làm thủ tục trực tuyến. Hãng hàng không giá rẻ Ấn Độ nhấn mạnh, Indigo tự hào thông báo giới thiệu một tính năng mới nhằm mang lại trải nghiệm du lịch thoải mái hơn cho hành khách nữ. Chúng tôi cam kết cung cấp trải nghiệm đi lại tuyệt vời cho tất cả hành khách và tính năng mới này chỉ là một trong nhiều bước chúng tôi triển khai để đạt được mục tiêu đó. Mặc dù hãng hàng không không nêu rõ lý do vì sao ra mắt tính năng cho phép phụ nữ tùy chọn xem các hành khách nữ khác ngồi ở đâu khi đặt vé, nhưng thực tế các vụ tấn công nhằm vào phụ nữ trên các chuyến bay thương mại thường xuyên được ghi nhận trên khắp thế giới. Thế giới vẫn ghi nhận nhiều vụ tấn công trên các chuyến bay thương mại. Ở Mỹ, tội phạm trên máy bay thuộc thẩm quyền của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI. Trong một báo cáo công bố vào tháng 4 năm nay, nhằm nâng cao nhận thức về các vụ tấn công trên máy bay, FBI cho biết tính riêng trong năm 2023, họ đã điều tra 96 vụ tấn công trên máy bay. Báo cáo của FBI có đoạn,
tấn công trên máy bay thường diễn ra dưới hình thức đụng chạm không mong muốn, là một trọng tội có thể khiến người phạm tội phải ngồi tù. Thông thường, nam giới là thủ phạm.